Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách kích hoạt cái cục hỗ trợ phát sóng TutuLine này. Điều đầu tiên khi các bạn mua về là các bạn nhấn vào nút reset, giữ cái ngón tay khoảng 10 giây. Khi các bạn nhấn giữ 10 giây thì tí nữa cái đèn này nó sẽ sáng lên. Nó sáng lên xong rồi nó tắt. Rồi cái đèn này nó sẽ chớp nhẹ nhẹ, có nghĩa là tín hiệu của mình đã tốt và mình reset đã ok. Rồi, chuẩn bị cái đèn màu xanh nó sẽ chớp nhẹ một cái nè. Rồi, thì trên cái thiết bị TutuLine này á, cái nào nó cũng sẽ có một cái mã ID. Các bạn sẽ dòm thấy một cái mã ID là 192.168.0.254. Rồi các bạn nhớ cái mã đó ha. Rồi giờ mình để đây. Các bạn lấy điện thoại của mình vào cái chế độ Wi-Fi. Rồi vào chế độ Wi-Fi thì nó sẽ hiện ra cái tên của thiết bị TutuLine nè. Các bạn nhấn vào nó. Rồi nó kết nối thành công. Thì giờ các bạn thoát ra, các bạn vào bất cứ một cái trình duyệt nào cũng được. Các bạn sẽ gõ vào cho mình cái chữ là 192.168.0.254 đi. Đó, nó sẽ đến vào cái trang web của TutuLine. Rồi các bạn bấm kết nối. Rồi, đây là cái wifi của gia đình mình nè, nhưng mà nó bị yếu và mình muốn gắn cái thiết bị này lên cái lầu 2, lầu 3, lầu 4 để cho cái thiết bị này nó hút cái sóng wifi chính của nhà mình, nó đẩy lên trên cao đó để cho mình những cái lầu cao mình xài được wifi được tốt hơn. Rồi giờ mình kích hoạt vào cái wifi gốc của gia đình mình nè. Thì ở đây nó sẽ hiện ra các bạn thấy là cái tên của cái wifi gia đình mình và phía dưới là cái phần mật khẩu đó. Thì mình sẽ điền vào cái mật khẩu, vào cái mật khẩu của cái wifi của mình vào 1 2 3 4 5 6 7 8 C. Rồi sau khi mình điền cái mật khẩu wifi của gia đình mình vào thì ở dưới này nó sẽ có hai mục. Mục đầu tiên là nó hỏi mình là giữ nguyên cái tên và cái mật khẩu của cái thiết bị wifi gia đình mình, hay là mình muốn sửa đổi lại nó trở thành là một cái tên khác, một cái mật khẩu khác. Thì mình muốn sửa đổi lại thì mình xuống mục dưới. Còn nếu mình không muốn sửa đổi thì mình vẫn giữ nguyên mục trên các bạn nhé. Rồi mục dưới thì cái tên cũ của cái wifi gia đình mình, cái gốc là TNT Mobile. Thì giờ mình để cái này là ví dụ như mình sửa nó thành là TNT Mobile lầu 3 đi. Đó, để mình gắn nó lên trên lầu 3 đi, ví dụ vậy. Rồi phía dưới mật khẩu thì mình thích thì mình đổi mật khẩu mới, không thì mình cứ giữ mật khẩu cũ cũng được. Rồi mình bấm kết nối. Đó. Thì giờ cái thiết bị của mình nó đã được kết nối với lại cái wifi chính của gia đình mình. À, cái này nó đã hiểu cái wifi chính của gia đình mình. Thì nó đây nó sẽ hiện lên một cái chữ nè. Khi nào mà cái đèn thiết bị trên này nó sáng lên, cái đèn thiết bị này nó sáng lên thì cái kết nối của mình đã thành công. Rồi các bạn chờ xíu coi thử là nó có sáng lên hay không. Đó, nó sáng lên. Cái đèn này nó sáng lên có nghĩa rằng cái thiết bị này nó đã được kết nối thành công với cái wifi gốc của gia đình mình. Rồi, giờ mình bấm OK nè. Mình bấm OK. Rồi, mình thoát ra. Mình vào lại cái wifi của gia đình mình. Thì lúc nãy cái wifi của gia đình mình, cái chính có nghĩa là TNT Mobile. Giờ nó sẽ có thêm một cái thiết bị wifi nữa là TNT Mobile lầu 3. Là cái này đây. Đó. Cài đặt xong thì các bạn mang lên lầu 3 các bạn gắn. Hoặc là lầu 3, lầu 4, lầu nào đó tùy các bạn thôi. Có nghĩa là giờ nó đã được hút sóng từ cái wifi chính để nó phát tín hiệu lên cái khu vực mình cần cho nó mạnh ra. Rồi giờ mình kết nối thử ha. Mình kết nối. Rồi bấm vào kết nối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 C. Có nghĩa là lúc nãy mình không đổi mật khẩu thì giờ mình bấm lại mật khẩu cũ của cái wifi gia đình mình. Rồi. Rồi thành công. Thì giờ các bạn không thấy không? Đó, nó không có lấy cái wifi chính nữa mà nó lấy cái wifi mình mới về cài đặt xong của cái thiết bị này.